Trời ơi, tiền của tôi, cả một cọc tiền 500 nghìn để trong này đâu mất rồi. Ông này, ở đây chỉ có tôi với ông. Chắc chắn ông là người đã lấy tiền của tôi đúng không? Tôi không có lấy, tôi mù, đâu có thấy đường đâu. Mù thật hay mù giả, làm sao mà biết được? Ông mù hay không thì tôi không biết, nhưng tiền tôi mất thì tôi biết đây này. Em coi kiểm tra lại đi, xem có nhầm lẫn gì không. Nè, xét đi, tôi giang tay ra là xét đi. Có khi là đồng bọn của ông tẩu tán rồi thì sao? Không nói nhiều nữa, ông với tôi cũng lên phường. Khoan, cô mất bao nhiêu tiền? Tôi mất một cọc tiền, tổng là 20 triệu, đâu có phải ít đòi gì. May quá, ở đây vừa đủ 20 triệu, cô cầm lấy đi. Bác, mình đi thôi. Mũ của bác đây. Có khi là đồng bọn với nhau cũng nên. Nói thẳng ra là còn tỏ vẻ thế.